Nói xong, Lục Thần bước về phía vị hoàng tử của Vương triều Huyền Long. Khi đi ngang qua Cố Dư Sinh, hắn liền châm chọc: "Lát nữa vào địa điểm rèn luyện, nhớ tìm chỗ nào đó để trốn như con rùa rụt cổ." Ngạo mạn: "Hừ, đó là Kiều hoàng tử, ta ở đây." Không lâu sau, trong đám đông bỗng có sự xôn xao, nhiều người ngẩng đầu lên, hóa ra là Hà Hồng Nhạn của Lạc Thần Phong dẫn đầu một nhóm nữ đệ tử từ từ đáp xuống. Cố Dư Sinh ngẩng đầu nhìn về phía những nữ đệ tử này, hắn đang tìm kiếm, mong đợi một bóng dáng. Cố Dư Sinh chỉ thấy những người này quá nhiều, che khuất người hắn muốn nhìn. Đã lâu không gặp cô nương Mạc. Điển Vân tiểu thư, Điển Vân tiểu thư, tại hạ là... Chưa nói hết câu, Mạc Uyển Vân đã chạy vụt qua, chẳng nghe thấy gì cả. Tiểu nê trùng, ngươi cũng ở đây à? Ngươi lại cao lên rồi, Mạc cô nương cũng lớn hơn rồi. Hừ hừ, bọn họ đều đang chờ xem ngươi làm xấu mặt, đừng làm mất mặt nhé. Mạc cô nương cứ yên tâm. Nghe vậy, Mạc Uyển Vân mới hài lòng khoanh tay sau lưng rồi quay lại vị trí, dừng lại bên cạnh Sở Thần. Vừa rồi ngươi đang nói chuyện với ta sao? Điển Vân tiểu thư, chúng ta đã gặp nhau rồi. Đã gặp sao? Ngươi là... Đây là chủ nhân của ta, cựu hoàng tử của Vương triều Càn Long. Ồ, Vương triều Huyền Long ta có nghe nói, nhưng chưa nghe về cựu hoàng tử. Xin lỗi nhé, từ nhỏ ta đã không có trí nhớ tốt, học bài là buồn ngủ. Ngươi tên gì nhỉ? Ngươi không có tên sao? Tôi tên là Sở Thần. Cô Huyền Vân, cô quên rồi sao? 3 năm trước, tôi theo phụ hoàng tới viếng Thánh viện Thư Sơn. Sắp tới chúng ta đã từng gặp nhau năm đó, phụ hoàng còn bàn bạc về hôn sự giữa chúng ta. Dừng lại, đó chỉ là ý muốn một phía của phụ hoàng ngài, liên quan gì đến tôi? Cô Huyền Vân, tôi biết cô không muốn thừa nhận, nhưng năm đó để bày tỏ thành ý, phụ hoàng đã cử hơn 30.000 người thuộc đội trảm yêu sự của Vương triều để đối phó với cuộc xâm lược của yêu tộc từ núi đối diện. Điều này mọi người ở Thánh viện Thư Sơn đều biết. Nếu không có các tu sĩ trảm yêu của Huyền Long Vương triều chúng tôi, thì ngay cả Thánh viện Thư Sơn cũng sẽ có không ít tu sĩ bỏ mạng phải không? Nếu không phải Huyền Long Vương triều chúng tôi ra mặt, thì trong cuộc xâm lược yêu tộc đó, những môn phái hạng 3 như Thanh Vân môn sẽ bị yêu tộc diệt môn trong chớp mắt phải không? Lời nói đầu của Sở Thần còn khiến người nghe cảm thấy lo lắng, cảm thấy Huyền Long Vương triều thế lực sâu dày, nhưng câu cuối cùng lại vô tình coi thường Thanh Vân môn không ít. Đệ tử và trưởng lão Thanh Vân môn đều biến sắc, cảm thấy mất mặt. Ngay lúc này, Sở Thần, hôm nay là ngày thí luyện thực lực của các đệ tử mới. Chuyện riêng tư giữa các người, đừng nên bàn luận trước công chúng như vậy. Uyển Vân, lại đây. Mạc Uyển Vân có vẻ hơi giận dỗi, quay lại bên cạnh đệ tử Lạc Thần Phong. Lời nói của Sở Thần khiến tâm trạng cô ấy trở nên rất tệ. Cô ấy ủy khuất, nhưng dường như cảm nhận được điều gì đó. Vừa hay nhìn thấy, Cố Dư Sinh cũng đang bình tĩnh nhìn cô ấy, trong mắt ẩn chứa sự quan tâm nhẹ nhàng. Tâm trạng không tốt của Mạc Uyển Vân vô cớ lại trở nên tốt hơn. Nàng chỉ thấy nhiều người tụ tập ở đây, hoặc là kiêu ngạo, hoặc là đầy vẻ mặt nịnh bợ. Chỉ có thiếu niên Cố Dư Sinh trong rừng đào hoa kia khác biệt với mọi người. Mạc Uyển Vân nén đỏ mặt tránh ánh mắt của Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh đối diện tất nhiên không biết thiếu nữ trong thoáng chốc nghĩ ngợi vạn vàn, xúc động sâu sắc. Cô Mạc của thật lại trổ mã thêm, đẹp hơn hoa đào nhiều, trên người cũng thơm thơm, nhưng cô Mạc cứ dẫm giày giày tôi, lần sau phải mua đồ chắc chắn hơn, tránh nàng thật sự ngã đau chân dẫm hỏng giày của tôi. Sau núi Lăng Tiêu, khi phong ấn dị xét và phù văn đó được trưởng môn tự tay mở ra, thế hệ trẻ đệ tử Thanh Vân môn lần lượt ùa vào khu săn yêu. Sợ vào trễ, yêu thú bên trong sẽ bị săn sạch. Bởi vì vừa rồi trưởng môn Huyền Cơ Tử nói với họ, đệ tử nào biểu hiện xuất sắc đều sẽ có phần thưởng thêm đan dược, vũ khí, bí kíp tu hành, đầy đủ cả. Vì cuộc thử thách này, trưởng lão Thiên Cung Phường còn chuyên cải tạo lệnh bài của đệ tử Thanh Vân môn, khắc trận pháp tạm thời lên lệnh bài, một khi gặp nguy hiểm không kiểm soát có thể truyền về khu vực an toàn của môn phái. Ngoài ra, lệnh bài còn in phù ấn trấn yêu từ bia trấn yêu, có thể thu nạp một tia hồn phách yêu thú vào trong. Khi kết thúc lịch luyện, lệnh bài thu thập được hơn 100 hồn phách yêu thú, đều có thể trở thành đệ tử nòng cốt Thanh Vân môn, còn có thêm một cơ hội bái trưởng môn và trưởng lão làm sư. Trong khu săn yêu, trưởng lão môn phái cũng chuyên dựng nhiều nơi có thể lấy thức ăn, còn có trưởng lão chuyên tuần tra phòng khi gặp tình huống không kiểm soát, cũng không có ai có thể giúp đỡ. Dưới ánh hoàng hôn, trưởng môn Huyền Cơ Tử và phó thủ đứng trước cánh cửa phong ấn đã dì xét. Sư huynh, ngươi có đang lo lắng về việc lịch luyện này không? Sư huynh yên tâm, các trưởng lão và đệ tử cốt cán trong môn phái sẽ tuần tra ngày đêm, săn yêu trường sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Sư muội, ngươi đột phá quy y hợp đạo cảnh đã được mấy năm rồi nhỉ? Thiên phú của ta bình thường thôi. Bình thường ư? Hiện nay trong môn phái, ngươi có thể hướng tới kim đan đại đạo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sư muội được tính là một trong số đó. Đáng tiếc là dù ngươi đã đạt hợp đạo cảnh, nhưng vẫn vướng bận tình cảm, khó lòng đột phá được. Dù ở hợp đạo cảnh, cũng phải có tuổi thọ 300 năm mới đúng. Nghĩ kỹ lại, trong 300 năm này, Thanh Vân môn tu luyện đến hợp đạo cảnh cũng đã có hàng nghìn tiền bối rồi.
nhưng người đắc kim đan đại đạo lại ít ỏi. Không phải họ kém tài, mà là yêu tộc hoành hành, bao nhiêu tiền bối rời Thanh Vân. Khi trở về chỉ có thể an nghỉ ở Thanh Bình Sơn. Hiện nay, Thanh Vân môn ta ngoài Liễu Sư Bá, không còn người thứ hai là kim đan tu sĩ. Hôm nay nhìn đệ tử Thanh Vân môn vào săn yêu trường, dù họ có thể trở về, vài năm sau còn bao nhiêu người còn sống. Năm xưa khi chúng ta vào Thanh Vân môn, cũng có hàng nghìn thanh niên nhiệt huyết muốn chém yêu. Sư huynh nói đến đây, Huyền Cơ Tử lại trở nên lạnh lùng. Bao nhiêu năm qua, ta chưa từng thấy rõ, sao hôm nay sư huynh lại đau buồn đến thế? Mấy năm nay ta tu luyện một môn Thông Huyền Thần Thông của tông môn, tuy không tăng sức sát thương, nhưng có thể cảm ứng họa phúc. Gần đây tâm trạng bất an, luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Việc lịch luyện của sư muội, mong ngươi nhiều lưu tâm. Sư huynh đừng lo, cháu gái của Mạc tiên sinh ở Đại Nhung cũng tham gia thử thách này. Hoàng tử của Huyền Long Vương Triều cũng có mặt, trưởng lão tông môn sẽ không lơ là đâu. Chính vì thế, ta mới âm thầm lo lắng đấy.